Rồi quần quần này là 03 này. Rồi lên quần cho em này là 03 này, mã số 03 này. Em lên cho em con này mã số này là 03 cho em này. Mã số này lên cho em là 03 này. Form size cho bé là từ 15 17 cân đến 35 cân cho em, mã hàng cho em là 03 cho em với giá là 69.000 cho em nhá. Mã số lên cho em là 03 nhá. Váy xanh có 23 cân, váy xanh là mã số là váy xanh 119.000 nhá, comment. Váy xanh là 06 ạ, váy xanh ở sau là mã 06 nhá, vì nhiều mà em lên rồi các chị vào sau các chị hỏi nhá thì em đọc mã cho các chị thôi nhá. Rồi cái này lên cho em mã số này là 03 này, quần bò quần ngố nhá mọi người nhá, mã số 03 quần ngố cho em. Form size cho bé là từ 17 cân đến 35 cân, em có size một cái quần ngố này em bán tặng các chị 69.000 đồng cho em nhá, chất bò giấy rất là mềm cho em. Mã số lên cho em là mã số cho em là 03 nha các chị yêu nhé. Mã số lên cho em là 03 kèm cân nặng cho em nhé. Mọi người ơi sao lại không mất ship được, mọi người ship toàn quốc 30.000 nhá. Ship toàn quốc là 30.000 cho em này. Ship toàn quốc là 30.000 cho em nhá. Bây giờ cái gì vật giá nó cũng lên thì không thể miễn ship được mọi người nhá. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số này lên là 03 nhá mọi người nhá. Quần ngố ạ, quần ngố của bé gái nhá mọi người nhá. 69.000 một quần chốt cho em là 03 kèm số thoại và kèm cân nặng cho em. 17 cân đến 35 cân em có size nhá. 17 cân đến 35 cân em có size, mã hàng là 03 69.000 đồng cho em nha mọi người. Đấy, mã số lên là 03 69.000 đồng cho em này. Quần bò nha mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp. Đi có rồi chị ơi. Quần bò ngố cho bé rất là đẹp luôn này. Đấy, quần bò ngố nha mọi người, mặc qua gối một xíu thôi nhá. Mặc đến gối hoặc qua gối một xíu thôi tùy chiều cao của từng bé nhá. Đó nhá, Bambi có 15 rồi ạ. Mã số 03 cho em với giá là 69.000 nha mọi người nhá. 69.000 đồng cho em, chị nào lấy thì comment là 03 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn 69.000. Mọi người ơi chấm bài tương tác lên cho em với nào. Chấm bài tương tác thả tim thả like lên cho em nha mọi người nhá. Tương tác thả tim thả like và chấm bài liên tục lên nào. Đấy, chia sẻ like cho em nha mọi người nha. Chia sẻ like mạnh mẽ lên cho em với nhá. 03 Nga Hàng ok này, Ngọc Gia Hân có này, Nguyễn Thị Bé có này, Bambi có 15 rồi, Nguyễn Hoàng Hường có 03 rồi ok nhá. Đó, ship toàn quốc là 30.000. Ví dụ có 03 rồi, chị nào đặt rồi thì không phải đặt lại đâu nhá. Chị nào đặt rồi thì không phải đặt lại đâu mọi người nhá. Mã số là 03. Hả? Dương Thúy Hiền có 03 ok này. Mã số là 03 giúp em nha mọi người nhá. Hiền Lương 03 rồi ok nhá. Nguyễn Thị Bé 03, mọi người nhớ đi đơn 2 sản phẩm trở lên nhá mọi người nhá, để được gọi chốt đơn nhanh nhất nhá. Đơn trên 100.000 đồng giúp em nhá mọi người. 03 là áo quên ok này, 69.000 một cái thôi. Mọi người nhớ lưu ý đi đơn 2 sản phẩm trở lên, đơn 100.000 đồng của em nha mọi người nha. Hải Minh có, Nguyễn Mai có rồi ok này, 69.000 cái, 17 cân đến 35 cân cho em nhá mọi người nhá. Hôm trước mình đã nhận được hai váy của bé mặc xinh lắm và bé nhà mình rất thích, cảm ơn chị Yến Nhi nhá. Rồi này Hoàng Thảo Quyên có 03 ok này, Suzy Út này có 03 ok này, 69.000 nha mọi người nhá. À, áo đầm 25 cân á, có nhiều lắm. Rồi ok nhá, 69.000 quần quần ngố nhá, nó là quần ngố mặc đến đầu gối nhá mọi người nhá. À, nhớ là lưu ý là đi đơn 2 sản phẩm trở lên giúp em nha các chị yêu nhá. Vì là cái này mình cái này có 69.000 thôi, phải đi đơn trên 100.000 đồng thì em gọi chốt đơn nhá mọi người, đi đơn từ 2 sản phẩm trở lên cho em nhá. Mừng Hoàng có rồi ok nhá. À, Nga Hằng này lên số điện thoại chưa? Rồi ok, không lựa màu đâu mọi người ơi. Bambi có 03, không lựa kiểu đâu, không lựa kiểu mọi người ơi. Cái này lựa kiểu ngẫu nhiên, không lựa kiểu đâu nhá mọi người nhá. 69.000 hàng trăm tám em bán tặng 69.000, không lựa kiểu đâu nhá mọi người nhá. Đó, không lựa chỉ kiểu, bán tri ân cho mọi người một mã hàng. Rồi ok nhá mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment 03 nhá. Nguyễn Ngọc có Hải bé hai số điện thoại chị ơi, và 45 ký thì em không vừa đâu. Không có 45 ký đâu nhá mọi người ơi, sai đến 37 ký thôi ạ. Có váy sọc nhá, Tào Huệ có 03 rồi, anh đi 03 dùng đơn đồ Phạm Vui có rồi ok nhá. Hải My có 03 này. Rồi Nguyễn ok. Nguyễn Ngọc Hải My lên số điện thoại. Nguyễn Ngọc Hải My lên số điện thoại nhá. Nguyễn Ngọc Hải My lên số điện thoại này. Đó nhá mọi người. Có áo cho bé vào lớp 1 không ạ? À? Phải áo phông hay áo gì? Áo phông hay áo gì ạ? Váy chấm bi là mã số 15 nhé chị ơi, vừa lên xong váy chấm bi là mã số 15, 109.000 là váy chấm bi là mã số 15 nhé. Còn quần em đang lên này là mã số 03 nhé mọi người, chốt nhanh 03 này, 69.000 nhé mọi người nhá. Quần ngố ạ, quần ngố 69.000, mã số lên là 03 cho em nhé. Đó, 03 69.000 cho em. Chị nào lấy thì comment là 03 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là được 69.000 nha mọi người nhá. 69.000. 69.000 cho em, mã hàng là 03 nha mọi người ơi. 03 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá, 69.000 cho em.
Rồi Trần Huấn có này. Rồi ok nha. Rồi cái này lên cho em. Trần Huấn lên số điện thoại này. Mọi người lưu ý ghi đơn 2 sản phẩm trở lên cho em nha mọi người nhá. Rồi lên quần váy cho em mã số là 04 này. Đây lên quần váy nhá. Quần váy mã số 04. Quần váy mặc đẹp lắm. Cái quần váy này các chị nên có trong tủ đồ của con, mặc rất là thoải mái cho em này. Đó, đây là quần nhá. Chính đích thị của nó là quần, nhưng có một cái lớp váy ở bên ngoài nữa. Mã số cho em là 04 này, size 20 cân đến 40 cân cho em. À, hàng Quảng Châu cao cấp cho em co bán 4 triệu, bán tặng 89.000 đồng một cái cho em. Mã số lên là 04 này. Trần Huấn lên số thoại đi chị nhá. Rồi quần lên cho em là 0489.000 cho em nhá mọi người nhá. Đó, quần lên cho em này 0489.000 đồng cho em. Có quần suông ngố nhá. Thủy lên số điện thoại đi chị ơi. Tài phạm của 03 rồi. Vũ Thủy lên số thoại kìa. Trần Huấn lên số thoại này. Trần Huấn này, Vũ Thủy này, lên số điện thoại dùm em nào. Các chị ơi, đặt hàng phải lên số điện thoại mới có đơn chứ. Mọi người mã hàng kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhá. Rồi nhá, mã số này lên cho em là 04 cho em quần váy nhá mọi người nhá. Đó, quần váy cho em mặc rất là thoải mái và co giãn 4 triệu, 89.000 một cá thôi. Hàng Quảng Châu cao cấp 8, hàng Quảng Châu cao cấp 200, 200, em bán tặng 89.000 cho em. Mã số này lên là 04 quần váy này. Đó, chị nào lấy quần váy thì comment cho em là 04 giúp em nha các chị yêu nhá. Mã số lên là 04 cho em quần váy cho em 89.000 nha mọi người. 89.000 đồng cho em, size từ 17 cân là size bé nhất rồi. 17 cân là size bé nhất nhá. Trần Huấn và Vũ Thủy lên số điện thoại cho em nào. Trần Huấn lên rồi chị, Vũ Thủy lên số điện thoại chị ơi. Vũ Thủy lên số điện thoại nhá. Quần váy là mã số là 04 nha mọi người nhá. Quần váy là mã số 04, quần bò đều có 30 cân chị nhá. Đó, chốt cho em quần váy là 04 cho em này, 89.000 một quần nhá mọi người nhá. Bên trong là quần nhá mọi người ơi, cái này bên trong là quần, đúng nó cũng rất là dài này. Đấy, cái đúng của nó cũng rất là dài, không bị ngắn, không bị hở hang đâu mọi người nhá. Co bán 4 triệu cho em này. Mã hàng cho em là 04 cho em với giá là 89.000 một quần nhá. 17 cân đến 40 cân em có size nhá, 04 đi mọi người nhá. Đấy, mọi người lưu ý đi đơn 2 sản phẩm trở lên cho em nữa nhá mọi người ơi. Đó, vì hàng em có mấy chục nghìn một cái thôi nên các chị vui lòng đi đơn trên 100.000 đồng 2 sản phẩm trở lên giúp em nhá. Rồi này, 04 cho Nguyễn Lai Mai Pháp có rồi này, ok này. Comment mã số đi Bay Phạm nhá. Rồi nhá, chị nào lấy thì comment cho em là 04 cho em này, mình nhận rồi, quần mềm co giãn đẹp lắm. Cảm ơn chị Hương xem nhá. Nguyễn Trang lúc nãy có rồi sao ấy? Nguyễn Lai có rồi nha, hẳn có rồi, chị nào có rồi không phải comment lại đâu. 04 cho em 89.000 nhá, 04 89.000 một quần cho em nhá. 89.000 cho em chốt đẹp lắm mọi người, 89.000. Bay Phạm lấy cái nào lên cái mã nào lên. Chị Bay Phạm comment mã số cho em đi. Hoàng TH HT có này. Chân váy gì, cái này có quần váy này 40 cân như này, quần váy này có 40 cân mà, 20 cân đến 40 cân nhá. Đây, cái này có 20 cân đến 40 cân cho em, quần váy mặc đẹp lắm, mặc chất co giãn mặc sướng lắm mọi người. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em nhá mọi người, bình thường ở bên ngoài bán 180-200 đấy. Nhà em bán tặng 89.000 thôi, các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhá mọi người nhá. Mã số cho em là 04 cho em đi. 04 cho em nhá mọi người nhá. 04 cho em 89.000. Tí này vẫn lên váy bình thường mà, mới em mới like mà. Váy vàng ở sau là 109.000, size 15 cân đến 20 cân chị Phú Diễm nhá. Rồi ok, Trần Liên có 04 rồi, ok này. Thôi 04 cho Mỹ Dung này, Nguyễn Đào. Rồi ok nhá, quần bò dài chưa có đâu chị ạ. Thanh Huyền Đỗ có 04 rồi, ok. Quần váy giúp em mã số 04 89.000 cho em nha mọi người nhá. 89.000 cho em. Đó, 04 kèm cân nặng cho em là được nha mọi người nhá. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Quần suông ấy hả? Quần suông hả? Rồi quần suông có luôn đấy. Quần suông ngố này, em có quần suông ngố ạ. Quần suông mặc trên gối ấy. Quần suông ngố này, mã số là 05 này. Quần suông ngố mã số 05 này. Con này là size 15 cân đến 40 cân. Em có size mã số cho em là 05 quần suông ngố nhá. Mặc ở trên gối này, quần của bé gái cho em dáng suông rộng nha mọi người nhá. Dáng suông rộng cho em giống như quần của người lớn mà cái dáng quần tây rộng ấy. Đấy, quần tây rộng mặc đến đầu gối ấy, mặc rất là đẹp luôn. Mã số cho em là 05 cho em, size 15 cân đến 40 cân em có size. Với giá tặng là 89.000 một quần cho em nha. 89.000 cho em, mã hàng là 05 cho em đi. Đúng rồi, lên cho em con này mã số là 05. Ủa tự nhiên không thấy ai thế. Chấm bài lên giúp em với nào mọi người nhá. Mọi người chấm bài tương tác lên giúp em với nào các chị ơi. Chấm bài lên cho em với nào, sao tự nhiên em không thấy ai chấm bài luôn ấy. Bị mất comment à. Tại bị mất comment rồi. Máy này buồn cười lắm đấy thôi. Mã số cho em là 05 nha các chị yêu nhá. Mã số 05 cho em, 89.000 cho em nhá mọi người nhá. Đấy, quần suông ngố của bé gái cho em này. Đó, rất là đẹp, chất co giãn cho em rất là nhiều luôn. Form size 15 cân đến 40 cân em có size 89.000 cho em nha. 89.000 đồng cho em nha. Để em bật cái máy này lên em đọc comment cái. Rồi, 05 cho Mai Phát rồi, ok này.
lương 05 ok này. 05 cho em 89.000 nha mọi người nhá. Size đến 40 con quay đầu 89.000 cho em mã hàng là 05 giúp em đi. Đó nha mọi người nhá. 05 cho em 89.000 nha mọi người nhá. 89.000 cho em. 15 cân đến 40 cân em có size 89.000 nhá. Không lựa kiểu đâu mọi người ạ. Cái này hàng cao cấp này toàn hàng 180-200 em bán tặng có mấy chục nghìn. 89.000 mã số lên là 05 nhá mọi người ơi. Đó là lên cho em là 05 này. Đó 05 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. 0589.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Và chị nào lấy 05 thì comment 05 cuộn xuông ngố giúp em nhá mọi người nhá. Nga Hằng hàng có rồi ạ. 0589.000 này Nguyễn Trang có rồi này. Chị nào đặt rồi thì thôi không phải comment lại đâu mọi người nhá. Đặt rồi thì thôi không phải comment lại đâu tại vì khách mới vào liên tục nên em vẫn phải lên lại ấy. Rồi nha, 89.000 đây là của bé gái thì nhà em không bán bé trai nhá. Bambi có 05 dùng đơn ok này. 15 cân đến 40 cân nha các chị nhá. 15 cân đến 40 cân trên 89.000 dáng suông ngố mặc trên gố nhá hàng. Thế này là quần bé gái làm gì quần bé trai đâu. Bé trai mà cũng suông này nhở. Rồi chị nào lấy thì comment là 05 giúp em nha các chị nhá. 0589.000 cho em nha mọi người. Đó 0589.000 cứ lên đúng thứ khác cho em là được. Tự nhiên cái máy của em nó lại không đọc được comment chứ. Tự nhiên không bị ẩn nghĩa comment luôn á. Bambi có 05 rồi ok nhá. 89.000 nha mọi người nhá. Đấy quần suông ngố cho em. Quần suông ngố cho em mã hàng là 05 nha các chị nhá. 89.000 cho em này. Rồi lên cho em bán tặng cái váy này bán tặng luôn. Mã số 0 ấy. Mã số 20 này. Đọc sai đi. Rồi lên cho em mã số mấy đây? 20. Mã số 20 này. Mã số 20 này. Mã số 20 cho em nhá. Mã số 20 size 15 size gì nhỉ? Size nhỏ nhất và cái size 30 35 cân. Size 15 15 17 cân và size 30 35 cân cho em này. Đấy. Mã số này lên cho em là bao nhiêu nhỉ? 20, mã số 20 size là 15 đến 18 cân và size 30 35 cân nhé. Em còn ít em tặng cái váy này luôn các chị này. 79.000 một cái váy là phụ gen nhé. 79.000 đồng cho em này. Đấy, cái này sẽ tặng luôn 79.000 một cái. Hà Hoành lên số điện thoại đi chị ơi. Hà Hoành lên số điện thoại đi nào. Không thấy comment chứ. Tức ơi là tức ạ. Mọi người ơi em không đọc được comment của mọi người đây này. Nó bị đơ luôn đấy. Nó không chạy comment luôn đấy. Rồi mã số mười mấy đấy nhỉ. Mã số 20 89.000 cho em nha mọi người nha. 89.000 đồng cho em. Để em kèm cái máy vào đây để em đọc được comment nhé. Tức quá đi em đọc. Rồi ok nha chị nhá. Rồi ok này chị nào lấy thì comment cho em này. Đó mã số này là 20. 20 nhá mọi người nhá. Mã số 20 cho em này. Đó nha. Quần nhà em không lựa kiểu đâu. Không lựa kiểu đâu các chị ơi. Quần là lựa kiểu ngẫu nhiên nhá mọi người nhá. Em không đọc được comment nên các chị cứ lên đúng cú pháp cho em mã số này là 20 này. Còn quần vừa lên là 05 nhá. Mã số 20 này. 89.000 cho em nhá. 89.000 size 15 18 cân và size 30 35 cân cho em này. Mã số này lên là 20. 89.000 cho em phụ gen này. Đây cái này đắt phụ gen rất là đẹp luôn này. Xinh lắm mọi người, cái cổ này đẹp lắm. 89.000 một cái thôi, size 15 đến 2, 15 đến 20 cân và size 3, 30 đến 35 cân cho em nhá. Váy phối 2 tầng cho em rất là đẹp luôn. Mã số cho em là 20 đi. Nha mọi người nhá. 20 này. Mã số 20 89.000 đồng cho em nhé mọi người nhé. 89.000 đồng cho em. Chị nào lấy 20 thì comment giúp em là 20 kèm cân nặng cho em là ok nha mọi người nhé. 20 89.000 cho em này. Đó nha. Mã số 20 cho Trang Thùy Linh này. À Thanh Thùy Lưu rồi ok này. Đó 20 nhé mọi người. Mã số 20 cho em 89.000. 89.000 size 15 đến 20 cân và size 30 35 cân cho em cổ lát ren nhé. Màu cam, màu vàng và màu hồng cho em này. Đó rất là xinh luôn nhé. Tay bồng cho em ạ. Đây là dáng tay bồng cho em, mã số lên là 20 nhé mọi người nhé. 20 nhá. Chị nào lấy 20 thì comment cho em là 20 đi. Đó lên cho em bài múc ri cao cấp cho em đọc đọc đi em. Mã số được. À cái này là 09 đúng không? Rồi cái này lên cho em mã số tiếp theo này. Lên cho em một con váy đắt bèo trắng cho em mã số cho em là 09 này. Cái này là của nó là đắt con trắng nhá mọi người nhá. Mã số 09 cho em size 20 cân đến 40 cân em có size này. Mã số 09 cho em với giá là 109.000 đồng cho em. Chắc đuổi tơ cao cấp cho em không nhanh nhá mọi người nhá. Đây mã hàng lên cho em là 09 giúp em đi. Đó, con này lên cho em là 09 này. 109.000 nha mọi người nhá. 109.000 size 20 cân đến 40 cân cho em từ 5 đến 10 tuổi mang vừa cho em. Tay cánh tiên ở sau ở trước đều là cổ vuông nhá mọi người nhá. Phần sau ở phần trước đều là cổ vuông cao cấp cho em. Mã số lên cho em là 09 này. Đó nhá mã hàng.
hàng cho em là 09 cho em 109.000 đi. 09 cho em màu xanh này. 09 lên cho em màu hồng này, 109.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Sao chị không thấy comment luôn đó mọi người? Chị không hiểu bị cái gì luôn á. Máy của chị. Hai máy mấy quận ạ? Quận số 09 nhá. Không sáng nữa cơ mà. Sáng cái quận thay vào là một quận nữa rồi. Rồi mã số này lên cho em là mã số 09 cho em nhé mọi người nhé. Mã hàng 09 cho em này. Hiền Lương có này, Kiều Nhi Hà, cái gì Kiều Nhi Hà có 05 và 20 rồi ok nhá. Cái gì đấy, Kim Bảo Nguyễn có 20 rồi ok nhá. Ngọc Dị Hân, Ngọc Gia Hân có 19 rồi ok nhá. Cái này là 09 cho em này. Đó, nhiều lúc em không đọc được comment thì mọi người thi thoảng em lại mới đọc được đây này. Mã số là 09 cho em và giá là 109.000. Em có màu cam, màu hồng và màu vàng cho em nhá. Màu cam, màu vàng, màu hồng và màu xanh cho em. Đây là màu cam này. Đó, mã số 09 cho em, váy này đẹp lắm mọi người. Váy này chất của nó chất đuối tơ không nhăn mà rất là mềm á. 20 cân đến 40 cân em có size nhá mọi người nhá. Mai Pháp có 09 rồi ok nhá. Giao hình 20 ok, có comment đúng mã số cho em. 09 cho em 109.000 con này nhá. Cam vàng hồng xanh cho em này. Đó, cam vàng hồng xanh cho em, mã số 09 nhá. Chị ơi sai rồi. Cái gì? Uyên Nhi lên lại số điện thoại đi ạ. Uyên Nhi lên lại số điện thoại đi kìa. Uyên Nhi lên lại số điện thoại đi nhá. Uyên Nhi lên lại số thoại nhá, mã số là 09 cho em 109.000 nha các chị nhá. Tôi qua mã nhá. 109.000 mã số cho em là 09 đi. Tôi lên cho em váy sọc cao cấp này. Mã số tiếp theo cho em mã số 21 cho em váy sọc cao cấp cho em này. Điện thoại ạ.
trên đời. Thoại đang để đây. Rồi ok nha, chị nào lấy 21 thì comment cho em là 21 nha các chị nhá. Mã số là 21 cho em nhá. Đấy, mã số cho em là 21 cho em 129.000 đồng cho em nha mọi người nha. 129.000. 129.000 đồng cho em. Form size cho bé là từ form size là 20 cân đến 40 cân em có size nhá mọi người nhá. 20 cân đến 40 cân em có size, mọi người chấm 3 lên đi mọi người nhá. Mã số là 21 thì này. Rồi lên tiếp cho em một mã số tiếp theo này. Mã số 22 này. Rồi cái này lên cho em mã số 22 này, còn một ít xe luôn này, mã số 22 này. Đọc mã size đi em. Size 20 cân. Rồi mã số 22 cho em, size 20 cân cho em mã số 22 cho em nhá. À, lên váy cho em váy cổ vuông này, còn một ít xe 89.000 luôn này, mã số 22 nhá mọi người, 89.000 đồng cho em này. Đây lên con này cho em, còn này mã số 22 đi, chất liệu của nó là thô boy mềm nha mọi người nhá. Thô boy cao cấp rất là mềm luôn, mã số cho em là 22 giúp em. Đấy, 22 cho em kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em, nó có đơn nhé mọi người nhá. Đây là số 22 cho em. 89.000 một cái thôi nhá mọi người nhá. Chất thô boy cho em màu vàng với màu hồng này, size 20 cân đến 22 cân cho em, tầm 4 đến 6 tuổi mang vừa cho em váy này. 4 đến 6 tuổi mang vừa cho em, mã số cho em là 22 đi. Nhá, mã số lên cho em là 22 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em, nó có đơn nhá. Ở phần cổ em có đắp ren này, nó có đắp ren cổ vuông rất là xinh luôn. Chị nào lấy 22 thì comment cho em là 22 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là được nhá. 22 giúp em. Mấy con dở đang ngồi bên kia. Mã số 22 cho em 89.000 thôi mọi người nhá. 89.000 đồng cho em 22 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là được nha mọi người nhá. Đó, chị nào lấy 22 thì comment giúp em là 22 màu vàng hoặc 22 cho em là màu hồng này. Đó, 22 vàng hoặc 22 màu hồng giúp em nhá. 22 màu vàng và 22 màu hồng cho em. 100 à bao nhiêu, 89.000 đồng một cái thôi mọi người ạ. 89.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 89.000 đồng giúp em. Có quần suông ngố thôi. Em có quần suông ngố thôi. 22 cho vỏ chi này. 22 cho vỏ chi rồi ok nhá. 22 cho vỏ chi này. Rồi ok nha. Chị nào lấy 22 thì comment cho em là 22 giúp em nha mọi người nhá. Mã số là 22 cho em 100. À quên, 89.000 em. Bình thường em bán 109.000 em cứ quen mồm rồi đấy. Cứ quen mồm là cứ đắp 109.000 đấy. 89.000 nha mọi người nhá. 89.000 cho em. Lên là 22 đi nhá. Rồi con váy này lên cho em là số 23 này. Đây váy hoa cụ nâu này, mã số 23 giúp em này. Lên cho em một con váy hoa cụ nâu rất là đẹp luôn nhá mọi người. Cái này là cụ nâu này. Đây cái phần này nhà em là cụ nâu này. Mã số tiếp theo mã số 23 này. Form size cho bé là từ 20 cân đến 35 cân cho em nhá. 20 cân đến 35 cân cho em, mã số lên là 23 cho em, tay cánh tiên nhá, có chun eo rất là mềm luôn cho em này. Với giá là 99.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 99.000. Lên cho em mã này là 23 giúp em nha mọi người nhá. Mã số là 23 cho em này. Màu hồng này, 23 lên cho em màu vàng này. Rất là đẹp, cái váy này đi biển, chuẩn bị đi biển thì rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. Ở phần eo em có chun rất là mềm, chất liệu của nó là chất thô boy siêu xinh luôn. Mã số lên cho em là 23 nhá mọi người nhá. Với giá 99.000 một cái này. Size 20 cân đến 35 cân em có size nhá. Màu hồng, màu vàng và màu hoa đỏ cho em ạ. Màu hồng, màu vàng và màu hoa đỏ cho em. Chị nào lấy thì comment cho em mã số này lên là 23 đi nhá mọi người nhá. 23 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em, là có đơn nhá mọi người. Mã số là 23 cho em. 23 cho em với giá là 99.000 đồng. Form size từ 20 cân đến 35 cân em có size nhá mọi người nhá. Từ 20 cân đến 35 cân cho em này, màu đỏ, màu vàng này. Và mã số 23 lên cho em là màu hồng này. Đó, màu nào cũng rất là xinh luôn nhá mọi người nhá. Màu nào cũng siêu xinh luôn. Ok nha, chị nào lấy thì comment mã số này là 23 nhé mọi người nhá. Có thể comment không em? Mọi người chấm bài lên cho em. Đúng gần có mã 22 màu hồng 23kg này. 22 ạ? Em... chị Võ Chi có mã 22 màu hồng 21kg và 29kg ạ. Chị Vũ Kiều có mã 23. Chị Nguyễn Ngọc Nghĩa Hân có mã 23. Chị Giáo Anh có mã 23 nhá. 23 cho em giá 99.000 nha các chị yêu nhá. Màu hồng, màu vàng, màu đỏ, các chị thích màu gì thì comment màu đấy nhá. Mọi người nghe nhân viên thì em đọc chốt đơn là có đơn nha các chị yêu nhá. Tại vì em không có thấy comment nên là các chị nghe đọc nhân viên đọc là có đơn nhá mọi người nhá. Ok
Vâng, chị nào lấy thì comment cho em mã số là 23 cho em nhé. Cho em nhé, chất liệu nó là xốp mềm,
co giãn thấm mồ hôi cho em nhé mọi người nhé. Cái này tay bồng rất là đẹp luôn. Cái này lên cho em mã hàng là 06 nhé. Lên mã số này lên cho em là 06 cho em 119.000. 119.000 cho em con này là 06 đi nha mọi người. 06 size 17 cân đến 37 cân, em có size 06 màu xanh này. 06 lên cho em màu hồng này. Đó, rất là xinh luôn nhá. 06 lên cho em màu xanh cốm này. Màu xanh cốm cho em này. Màu xanh cốm đang rất là hot luôn đấy. Màu xanh cốm đẹp lắm. Size cho bé là 17 cân đến 37 cân, tầm 4 đến 10 tuổi mang vừa nha mọi người nhá. Với giá là 109.000 cho em. À 119.000 cho em nhá. 119.000, xin lỗi mọi người là nói nhầm. 119.000 cho em nhá. Cái màu cốm này ở ngoài nó màu nó đẹp lắm. Màu nó còn tươi hơn trên line, nó đẹp lắm. Màu cốm này này, em bán chạy màu cốm lắm. À, mã số lên cho em là 06 cho em 119.000 cho em nha mọi người. Màu xanh này, màu hồng này. Đấy, xanh cốm màu hồng và màu xanh dương cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 06 cho em là có đơn nhá các chị yêu nhá. 06 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. Đó, 06 cho em nhá. 06 cho em. Đó, 06 cho em nhá mọi người nhá. 119.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Đó, số hàng lên là 06 đi. 119.000 chắc số mềm to bạn ấy rồi ạ. Khánh Văn có 06 này, Trần Võ 06 này. Hàng nhà chị đi đẹp xíu mà tìm biết không gian này mới thấy lại trang lai chị, là trang chị lai luôn. Cảm ơn chị Tâm Đen, à Tâm Đan nhá. Cái này em like lâu rồi ấy. Đọc đọc đi. Chị Trần Võ có mã 06 ạ. Chị Khánh Văn có mã 06 ạ. Chị Hào Lê có mã 21 ạ. Chị Vũ Kiều có mã 86 ạ. Rồi ok nha, 06 119.000 cho em bé cao cấp đẹp cực kỳ luôn ấy. Luôn mã số 06 nha mọi người nha. 06 cho em nhá mọi người. Đấy, nhân viên đọc cho đơn này nha mọi người nhá. Hàng nhà chị Nhi đẹp xíu mà tìm biết không gian nay mới thấy lại trang chị like luôn. Cảm ơn Tâm Đan này. Cái trang này em like lâu rồi mà. Chắc là chị bị mất nhà em nên chị không thấy á. Áo em lấy cái chốt đơn luôn. Chị là sao, chị Hoàng Thảo Quyên nhở. Vũ Kiều 06 rồi nhá. Pyjama có mình ở đấy thôi ạ. Em không chuyên pyjama nên mà thấy cái bộ đấy đẹp nên em lấy em bán thêm á. Cái bộ đẹp lắm, chắc đẹp lắm. Rồi áo phông ạ. Bộ hả? Đây bộ này là số tiếp theo cho em này. Rồi lên cho em bộ vu xì theo này. Vu xì theo mã số cho em là 26 này. Mã số 26 cho em nhá. Phong size 20 cân đến 30 cân cho em mã số 26 cho em. Giá là 89.000 một bộ vu xì theo nhá. Mọi người chất cốt tông tàu cho em này. Mã lên cho em là 26 đi. Đây cái này lên cho em mã số là 26 cho em. 89.000 một bộ nha mọi người nhá. 89.000 theo toàn bộ luôn. Chất cốt tông tàu cho em. Phong size 20 cân đến 40 cân em có size nhá. Em có màu xanh nhạt, xanh đậm, màu hồng và màu cam cho em. Mã số lên cho em là 26 cân. Vắng thị lên số điện thoại đi chị ơi. Mộng cầm vắng thị lên số thoại nhá. Mộng cầm vắng thị lên số thoại. Vàng, vàng thì mộng cầm. Chắc là vàng thì mộng cầm. Vâng thị mộng cầm. Vâng. Chắc là vâng. Đúng, vâng thị mộng cầm ạ. Rồi ok nha, mã số này lên cho em là bộ này mấy nhỉ? Mã số 26 nè. Bộ này lên cho em mã số là 26 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 26 cho em 89.000 một bộ nha mọi người. 89.000 cho em, form size là từ 17 cân đến 30 cân em có size nhá mọi người nhá. 17 cân đến 30 cân cho em 89.000 cho em nhá mọi người nhá. 89.000 cho em, chị nào lấy thì comment cho em mã số này là 26 cho em nhá mọi người nhá. Màu xanh đậm này, 26 màu hộp bộ này đẹp lắm mọi người. Rất đẹp mà bộ theo nhá. 26 cho em màu cam này. Đó, đọc đi. Chị Võ Chi có mã 86 23 cân và 28 cân ạ. Chị Giao Hình có mã 86 37 kg ạ. Ok nha, cái này là mã số 26 nha mọi người. Bộ này là mã số 26 cho em nhá. 89 một bộ nhá. 30 cân cho em nhá. Để 30 cân cho em. Rồi mã số tiếp theo này, áo phông nhá mọi người nhá. Lên áo phông mọi người này. Áo gấu này. Mã số 27 cho em này, áo Mickey này. Áo Mickey này. Mã số tiếp theo lên cho em mã số 27 này. Áo Mickey. Mã số 27 cho em áo Mickey này. Form size 20 cân đến 40 cân cho em Mickey. Hàng Quảng Châu cao cấp nha mọi người nhá. Tặng với giá 69.000 một cái luôn ạ. 69.000 lên cho em mã số 27 này. Chị Thương Thảo có mã tặng 623 kg nhá. Váy xanh ở phía sau em có size đến 37 cân là to nhất nha. Váy
xanh ở sau 119.000. Size to nhất là size 37 cân nhá, 10 tuổi. Rồi cái này lên cho em mã số 27 29 ạ. Áo 27 cho em, áo phông Vicky hàng Quảng Châu cao cấp cho em nha, size 20 cân 40 cân cho em nhá. Áo cốt tông tàu đẹp lắm. 69.000 một cái nha mọi người nhá. 69.000 đồng một cái cho em, mã số cho em là 27 cho em 27, mã số là 27 á, Mickey 69.000 nha mọi người nha. Em có màu hồng, màu nâu này, màu đỏ này. Mã số 27 cho em 69.000, phong size là 20 cân đến 40 cân cho em nha mọi người nhá. Phong size 20 cân đến 40 cân cho em, mã số là 27 cho em này. Đó rất là xinh luôn, 27 giúp em nha mọi người nhá. Chỉ là lấy 27 thì comment cho em là 27 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn này. Mã hàng là 27 cho em, màu xanh này, màu ghi này, màu đen, màu đỏ, màu nâu, màu hồng cho em, nói chung có nhiều màu lắm, chất cốt tông tàu co giãn 4 chiều cho em. Chị nào lấy 27 thì comment cho em là 27 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 27 giúp em đi. Mã số là 27 cho em nhá. 27 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là được nha mọi người nhá. Mai đéo liều này. Hết tiền rồi tát chi nữa. Đi 6 triệu rưỡi rồi. Hai cam ba. Tính tiền phí. Tiền phí chắc là một. Không biết tiền phí tính kiểu gì. 27 đúng rồi, mã số là 27 cho Sầm Thị Mến có 27. Ok, có comment màu đi. Màu hồng, màu nâu này, màu đỏ này, màu đen này, màu ghi này và màu xanh nhá mọi người nhá. Đó, chị nào lấy thì comment nhá. 27 cho em 69.000 nha mọi người nhá. Mã số 27 cho em 69.000 đi. 69.000 nha, cái con chưa không chua rồi. Mất thì nó có thể bắt nào rồi. Mình đã để từng lọc ra từng loại rồi. Đó, để em lục sụp từ kéo hết rồi. Đứng lấy được rồi. Mã số tiếp theo 28 này. Mã số 28 cho em này. Cũng size 20 cân thì 40 cân cho em. Mã số 28 cho em này. Áo phông gấu nhá, phông gấu cho em size 20 cân thì 40 cân cho em 69.000. Cái này lên cho em mã số là 28 đi. 28 nhá mọi người, mọi người muốn lên cái gì thì bây giờ comment cho em với nhá mọi người nhá. Comment để em biết để em còn lên nhá mọi người nhá. Không có nhiều, chỉ ví dụ như sản phẩm lẻ một cái 5969.000 là nhà em sẽ không gọi chốt đơn. Nên mọi người lưu ý cho em đi đơn trên 100.000 đồng cho em với nhá mọi người nhá. Rồi cái này lên mã số là 28 này. 28 69.000 size cũng 20 cân thì 40 cân cho em áo gấu nhá mọi người nhá. Màu hồng, màu xanh này, màu đen này. Màu đen này. Đó, hồng xanh đen này. Xanh dương xanh lá nhá mọi người nhá, xanh dương xanh lá này. Đấy, size 20 cân thì 40 cân nha các chị ơi. Size 20 cân thì 40 cân cho em với giá là 69.000 đồng cho em nhá, mã số là 28 đúng không? Mã số 28 cho em 69.000 cho em nhá. 69.000 cho em 28 màu nâu này. Đó, chị nào lấy 28 thì comment cho em 28 bộ áo gấu nhá mọi người nhá, áo gấu cho em. Rồi mã số 28 nhá. Rồi đợi em xíu lên đầm vàng với đầm chấm bi nhá. Đó, mã số 28 gấu cho em nhá mọi người nhá. Áo gấu này kèm màu cho em nhá. 69.000 nói chung áo Quảng Châu này em đồng giá em xem với em tặng chị 89.000 thôi nhá. Thì áo không này mặc kèm thôi. Rồi váy vàng này là mã số 08 này. Váy vàng này là mã 08 nhá. Váy vàng này là mã hàng 08 cho em size 15 cân đến 20 cân. Mã hàng 08 cho em với giá là 109.000 nhá. 08 109.000 cho em, mã này lên là 08 cho em này. Lên cho em con này mã hàng là 08 cho em, phong size là 15 cân đến 20 cân cho em tầm 3 đến 6 tuổi năm vừa nhá mọi người. 08 109.000 nha mọi người nhá. 109.000 cho em. 08 109.000 đồng cho em nha mọi người. Đó, con này lên là 08 cho em 109.000 nha mọi người nhá. 15 cân đến 20 cân. Chấm bi là mã số 15 nhá. Chấm bi là mã số 15 cho em này. Size 15 cân đến 30 cân cho em. Váy chấm bi 109.000 luôn nhá. Váy chấm bi cũng có giá là 109.000 cho em này. Rồi váy chấm bi mã số lên cho em là 15 nhá. Mã số là 15 cho em này. Màu hồng và màu trắng này. Đó, em có màu hồng và màu trắng cho em. Phong size cho bé là 15 cân đến 30 cân cho em với giá là 109.000. Bên trong em có lót boy và bên ngoài là rất là von lưới mọi người nhá. Đây bên trong là con lót boy này. Bên ngoài là von lưới cho em rất là xinh luôn. Mã số lên là 15 cho em với giá là 109.000 nha mọi người nhá. Màu trắng và màu hồng. Nha mọi người nhá. Màu trắng và màu hồng cho em.
đấy thì comment thêm mã số này lên là 15 nhá mọi người nhá. Mã số là 15P. Không bằng cái hôm chị đi ông ấy nhỉ. Tại vì chẳng thấy ai tương tác mà đọc comment thì lại không được chứ. Không đọc được comment chứ.
Mã số 30 nhá. 30 cho em 99 cái một bộ nhá. Bộ nơ cho em này, đuối nơ. Cái này đẹp lắm mọi người. Bộ này chất này điệu lắm. Cái này cũng có cả một người lớn đấy. Rất là xinh luôn nhá mọi người. 99 cái một bộ nhá. 99 nghìn. Size 15 cân đến 25 cân thì tầm 3 đến 6 tuổi mang thừa cho em nhá. Màu be và màu nâu này. Đó, mã số 30 cho em nhá. Cánh băng có 30 màu be này. Đỗ Thanh Bình có 29 này. Đấy, đọc được mấy chị này. 29 và 06 thì Đỗ Thanh Bình này. Đó nha. Thì thằng nó lại bay lên cho một comment. Bay á. Mã số 30 nhá mọi người nhá. Cái này lên là 30 cho em nhá. 32 cân lên hết rồi mà. 32 cân lên hết rồi. Ví dụ cái này có 32 cân này. Mã số tiếp theo này. Thank you.
Thank you.
em thôi. Hello mọi người nha. Học tài này. Rồi hello các bác nha, đổ bộ cho bé 14 con lắm. 14 con nhà em thì không có rồi vì là nó bé quá, em lại không bán cái size nhí ấy mọi người ạ. À, mọi người chấm bài lên đi để em tặng cho các chị yêu nhá. Cô chị lên cho em xem mọi người chia sẻ like với nào. Hello Trần Loan này, hello chị Ami Ben này, hello này. Hello mọi người nha, bố chị đang xem cho em xin một lượt chấm bài lên đi các bác nha. Chấm bài tương tác lên giúp em với nha mọi người. Rồi lên cho em cái này, em tặng đầu like cho các chị cái bộ này nhá mọi người nhá. Tặng đầu like cái bộ này cho các chị size 14 cân đến 18 cân cho em bộ này cho em này. Đầu like chị tri ân với giá chỉ có 49.000 không cái này. Cái này em tặng đầu like cho các chị 49.000 cho em cái bộ này là da cá nha mọi người nhá. Chất liệu là da cá cho em. Da cá cao cấp cho em siêu đẹp luôn. Cái này bình thường em đang xả là phải rơi vào tầm 8-9.000 một bộ. Nhưng mà em tặng đầu like cho các chị với giá 49.000 cho em. Kèm lượt chia sẻ like giúp em các chị yêu nhá. Kèm lượt chia sẻ like cho em bộ này. Mã hàng lên cho em là 01 đi. 01 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em 49.000 cho em. Màu tím, màu đỏ còn. À màu hồng, màu đỏ còn không? Màu hồng đúng không? Không còn hồng mà đỏ. Rồi ok nhá. Rồi cái này lên cho em là 01 đi. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn 01 cho em 49.000 đồng cho em nha mọi người nha. 49.000 cho em tặng đầu like cho em bộ da cá cao cấp hàng Quảng Châu cho em nhá. Chất siêu đanh sống mịn luôn này. Chị nào đã nhận được cái bộ này bên em rồi ai gọi đó. Ơi thôi từ từ để chị bán hàng xong tí chiều chị gọi nhá. Đã bán rồi vừa lên nha. Nha. Chứ mẹ ở đó thôi gì. Rồi, tí thì điện nhé. Rồi, ok, 01 kèm lượt chia sẻ like nhé các chị ơi. Phải có lượt chia sẻ like mới được bộ này 49.000 nha mọi người, tương tác giúp em nha. 01 kèm chia sẻ like cho em. Cái bộ này là phải có lượt chia sẻ like này. Em phải thấy cái biểu tượng người chia sẻ của các chị lên thì là mới được cái bộ này cho em nhé. Tại vì cái này là rõ ràng là hàng cao cấp rồi đúng không? Nên là mọi người dành chút thời gian ra ngoài chia sẻ like cho em nhé mọi người nhé. Mã hàng cho em là 01 14 đến 18 cân cho em này. Con nhà mình không vừa thì lấy cho cháu nhà mình mặc đẹp lắm. Cái này rất là dày giống hệt cái chất em đang mặc luôn này. Giống hệt cái chất em đang mặc luôn, da cá cao cấp cho em nhá. 49.000 một bộ cho em, 49.000 size 14 đến 18 cân cho em, 01 cho em nhá. 01 không lựa màu, không lựa màu cho em 49.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment cho em là 01 cho em đi. 01 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn cho em nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã hàng 02 này. Cái váy này em cũng còn mấy cái phải xem luôn. Cái này hết chưa em? Cái xong xong rồi này. Rồi lên tiếp theo mà mã hàng tiếp theo lên cho em này. Rồi ok nhá. Bé đồ dài 21 kg có nhiều lắm, có rất nhiều luôn á. Rồi các chị cứ comment đúng mã hàng kèm cân nặng và kèm lượt chia sẻ like cho em. Chị nào không chia sẻ like là em sẽ không cho cái mã hàng số 01 đâu nhá mọi người nhá. Lâu quá chưa giao à. Ok chị Võ Ngọc nữ để em báo điện nhá. Rồi lên cho em con tiếp theo cho em là váy hở lưng cho em này, còn có mấy chiếc thôi ạ. Size cho bé là tầm 20 cân đến 23 cân cho em, mã hàng cho em là 02 tặng luôn cho em con này với giá là 49.000 đồng cho em 02 nhá mọi người nhá. Rồi lên con này cho em là 02 váy tay loe này. Cái này là dạng tay bèo cánh tiên loe loe cho em này và ở sau có hở lưng cho em nhá. 49.000. Em nhận đơn được cái chị mà chị bảo em chưa? Cái chị giúp chị điện cho em đó. Sĩ á? Không. Chị Sĩ chị đang nhắn tin đó. Chị nhắn tin nhờ chị Hòa gì mà lấy 8-9 cái đâu. Rồi cái này lên cho em là 02 nhá. 02 cho em 49.000 đồng cho em, mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho em 02 cho em này. 49.000 đồng cho em váy khoét lưng cho em 20 cân đến 23 cân cho em này các bác nhá. 20 cân đến 23 cân cho em. À, rất là xinh luôn, cái này váy tầng cao cấp cho em xinh cực luôn á. Chị nào nhận cái váy này rồi chị biết nhé. Nó rất là mềm luôn cho em nha các bác ơi. Chất liệu của nó là thô đuổi cho em, siêu mềm không nhăn cho em. Mã hàng lên cho em là 02 40 49.000 cho em nhá. 49.000 cho em 02 cho em váy khoét lưng cho em nha. 20 cân đến 23 cân. Bé trai nhà em thì không có, bé trai nhà em có mấy mã áo gió thôi. Rồi chị nào lấy thì comment là 02 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn 02 49.000. 01 em hết rồi nha các chị nha, 01 em hết rồi. Rồi ok, cái này lên cho em là 02 49.000 đồng cho em này. 49.000 đồng cho em. Chị nào lấy thì comment cho em là 02 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn 20 cân
nào lấy 02 thì comment cho em là 02 kèm cân nặng. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Có Birama. Birama không có rồi chị yêu ạ. Birama em không có rồi. Rồi lên mã tiếp theo lên cho em này. Mọi người chia sẻ lao cho em. Rồi cái váy này cũng mất hết rồi đúng không? Rồi cái này còn mấy cái tặng luôn này. Rồi cái này lên cho em mã hàng 03 này. Con này size 14 đến 18 cân cho em 03 này. Cái này em tặng luôn các chị luôn 59.000 cho hết luôn đi. 59.000 lên con này cho em là 03 giúp em. 03 59.000 đồng cho em con này. Còn có mấy cái thôi. Cái này còn tầm 5-6 cái chia tặng luôn cho em nhá. Mọi người tặng luôn cho em con này 59.000 cho em này. Chất liệu của nó là thô boy cao cấp cho em. Thô boy cao cấp cho em, mã hàng lên cho em là 03 nhá. Đơn có nhân viên gọi là chốt đơn rồi nha chị Tâm Ngọc nhá. Là đi đơn rồi. Là đi đơn rồi nha chị nhá. Rồi ok, Loan Nguyễn 02 này, Hải Nguyên có 02 ok. Rồi lên cho em con váy hoa này là mã số 03 giúp em nha. 03 cho em với giá là 59.000 cho em váy hoa cao cấp cho em rất là xinh. Size 14 đến 18 cân giúp em nhá mọi người. Cái này 14 đến 18 cân thì tầm 3-4 tuổi mặc được cho em nhá. 3-4 tuổi mặc được cho em con váy xinh này, rất là đẹp luôn. Cái này là tặng búp bê không? Chắc em bán hiện tầm 149.000 đấy. Rồi bộ đồ ở sau đồ bộ ở sau ok nhá. Áo phao đi chị, rồi có cả áo phao. Rồi nhá, có bộ thể thao nhiều lắm ạ. Rồi bây giờ em lên bộ thể thao nhá. Có nhiều bộ lẻ size lắm, em sẽ tặng các chị giá rất là rẻ luôn. Rồi chị nào lấy thì comment cho em con này là 03 đi. 03 nhá mọi người nhá. 03 cho em với giá là 59.000 cho em nhá. Bộ sau có 33 cân nhá. À có 30 cân nhá. 14 đến 18 cân cho em 03. Cái này lên là 03 cho em 59.000 cho em 03 quần 3D quần dài không chị? Có 3D có cái gì nhỉ? Quần dài á, không có quần dài 3D. Rồi Phạm Quỳnh Nga có 03 ok, Hải Nguyên 03 ok này. Rồi 03 cho Phạm Quỳnh Nga, rồi Loan Nguyễn có 03 ok, có 59.000 thôi các bác nha. 59.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy thì comment cho em là 03 đi. Các chị cho em xin một lượt chia sẻ like nha các bác nhá. Mỗi chị lên cho em xin một lượt chia sẻ like với. 14 đến 18 cân cho em 03, 14 đến 18 cân cho em 03 59.000. Rồi lên tiếp cho em này, mã bộ này em sale này. Đây em có nhiều mã bộ để sale lắm. Cái này lên cho em bộ sao. Lên sai gì đây? Em không có bộ treo đúng không? Đặt sai đi em. Rồi cái này lên cho em này bộ nhá. Có mấy bộ thôi sale 69.000 luôn này. Cái này bộ này tặng luôn 69.000 bộ da cá cho em này. Cái này lên cho em size 20 cân đến 25 cân nhưng mà 5 tuổi thôi các chị ạ. Rồi nhá, cái này lên cho em 20 cân đến 25 cân cho em bộ da cá nhưng mà 5 tuổi quay lại thôi nhá. Đây, 5 tuổi quay lại cho em 20 cân đến 25 cân cho em, mã hàng lên cho em là 04 này, 69.000 một bộ da cá cho em nhá. 69.000 một bộ da cá cho em này. Có màu nâu đậm này, màu ghi này. Rất là nhiều màu luôn. Nâu đậm màu ghi này, em màu ghi sáng này. Nhưng mà không lựa màu đâu. 69.000, 69.000 lên con này cho em là 04 đi. 04 nhá, 69.000. Chị nhận hàng rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị Trần Tuyết nhá. Rồi Nga Nguyễn Thị 03 này, Trang Nguyên 03 hai cái này, Yến Lê 03 có dại 03 rồi ok nhá. Size 36 ký em có nhá. Lương Thủy 03 rồi ok, Mây 03 ok này. Các chị nhớ là đi đơn 2-3 sản phẩm trở lên giúp em. Và đơn trên 100.000 đồng cho em nha các chị yêu nhá. Tuyết Phạm có 03 rồi ok nhá. Su bà nội lên số điện thoại đi nào. Rồi cái này đây là 04 cho em bộ da cá cho em 04 này. Đây bộ này lên cho em 25 cân cho em này. 25 cân cho em, 25 cân 5 tuổi quay đầu thôi. 04 69.000 cho em nhá. 04 Khương Hồng có 03 ok này. Không, cái này chỉ tầm 25 cân 5 tuổi thôi ạ. 25 cân 5 tuổi cho em này. Cái này xinh lắm, chất liệu của là da cá cho em nhá mọi người nhá. Cái này là da cá có màu ghi màu nâu. Có 5 bộ nên em tặng 69.000 luôn. Đơn hôm qua đi đơn rồi nhá chị nhá. À Thanh Xuân không nghe máy à chị? Chị Thanh Xuân không nghe máy à? Không nghe máy chắc là bị xóa đơn rồi chị à. Chị vào chị đặt lại đi chị. Chị vào chị đặt lại cho em nhá. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã này là 04 nhá mọi người ơi. 04 69.000 bộ da cá cao cấp cho em nhá. Đây bộ da cá cao cấp cho em 04 này. Có rất là đẹp luôn này. Chắc là da cá nhá mọi người ơi. Da cá dày lắm. Rồi 04 có 69.000 một bộ. 69.000 25 cân quay đầu cho em nhá mọi người ơi. 5 tuổi quay đầu thôi nhá. 25 cân 5 tuổi quay đầu cho em. 04 69.000. Rồi lên mã tiếp theo cho em bộ quà. Bộ này còn bộ này. Rồi cái bộ này em còn mấy bộ thì tặng luôn này. Cái đấy size gì đó? Cái bộ lỗ này. Rồi cái này lên cho em 20 cân đến 30 cân này. Bộ này lên cho em nhá. 20 cân đến 30 cân cho em. 05 này. Còn mấy bộ tặng 89.000 luôn cho em con này 05 này. Đây mã này lên cho em 05 nhá. 89.000 còn 3 bộ. 20 cân thì 30 cân cho em. Cái này có cả màu đỏ nhá. Cái này có cả màu đỏ cho em lên này. Con này là 05 đúng rồi. Thi lợi 04 rồi ok nhá. Váy trắng bây giờ em lên. Rồi
rồi. Thanh Tâm á, Thanh Tâm là lấy mã 04 là ok nhá, không chọn màu đâu các chị ơi, 04 không chọn màu đâu nhá. Rồi lên cái này cho em là 05 này. Bộ da cá cao cấp cho em 05 size 20 cân đến 30 cân cho em 89.000 một bộ. Hàng da cá nhé mọi người nhá, 89.000 cho em. Cái này trai gái đều mặc được, bộ này trai gái đều mặc được nha các chị nhá. Cái này phải từ 20 cân trở lên, 20 cân đến tầm 30 cân cho em. Mã này lên là 05 cho em nhá mọi người. Cái này lên là 05 cho em với giá là 89.000 một bộ. Hôm trước hôm qua cũng đang bán 130 đấy. Hôm qua rõ là vẫn đang bán 130 luôn. Võ Nhi có 05 ok này, 05 cho em 89.000 đồng cho em nhá mọi người. Có đúng 3 bộ thôi, 89.000 đồng cho em 05 cho em cân này. Còn đẹp của chị Lan thì anh Linh anh mang hàng về sau chị Lan. Ngay để xác nhanh đấy đi. Rồi ok, 05 cho Thu Thuận rồi ok này. 05 cho Trang Quỳnh hết 05 nhá. À không biết Trang Quỳnh có vừa sai không nhỉ. 05 hết này. Rồi cái bộ này lên cho em 06 này. Em check với chị Sĩ cho chị có lấy lẽ sai không. Rồi cái này lên không năm hết, không năm hết nha. Rồi lên con này cho em 06 này, 06 cho em bộ này luôn này. Sai cho bé là 18 cân cho đến 20 cái bộ số này đúng không? 18 cân đến tầm 22 cân cho em 06 này, 06 89.000 luôn. Rồi lên con này cho em là 06 89.000, 05 em hết nha, 05 em hết rồi. Rồi cái này lên cũng là 22 cân quay đầu cho em 89.000 cho em nhá. 89.000 bộ theo hammer cho em này. Bộ theo hammer cho em không lựa màu 89.000 cho em con này 06 đi. Cái này đây là 06 cho em nhá, 89.000 cho em. Thành hết, thành hết 05 rồi. Em hết 05 rồi nhá, hàng lại size này còn ít là em sẽ không đọc đâu nhá mọi người nhá. Rồi cái này lên cho em là 06, 05 hết. 06 cho em 89.000, full size cho bé là từ 18 cân đến 22 cân cho em nhá. 18 cân đến 22 cân cũng chỉ còn có mấy bộ thôi ạ. 18 cân ít nhất phải 4 tuổi trở lên cho em mới mặc được. 06 cho em 89.000, còn mấy bộ tặng luôn 89.000 cho em. Con này là 06 nha, đến 22 cân. 22 cân cho em 4 đến 5 tuổi em mặc được cho em bộ này. 4 đến 6 tuổi nhá. 4 đến 6 tuổi cho em. 08. À 06. 06 nhá. 06 05 hết, không chốt 05 nữa. Rồi 06 là Phạm Quỳnh Nga, 9 tuổi không mặc được. Hương Rừng Tây Bắc có 06 ok này. Tầm 4 đến 6 tuổi quay lại thôi nhá. 4 đến 6 tuổi quay lại mặc vừa cho em cái bộ này. Không lựa màu vì cái này là hàng lẻ sai rồi các chị ơi. Bình thường em đang bán 150-180 một bộ cơ, là giá sale cơ, bây giờ còn có 89.000 thì không lựa màu được đâu nhá. Còn có mấy bộ thôi, 06 cho em 22 cân 6 tuổi quay lại cho em nhá. 4 đến 6 tuổi mọi người nhớ là phải nghe cái cân nặng em đọc. Để cho vừa size con nhà mình thì hãy chọn nhá. Rồi Phạm Quỳnh Nga 06 này. Song sinh chọn hai màu giống nhau thì ok, chọn cho chị hai màu giống nhau này. Hết rồi, hết chưa? À hết, hết mất. Có 5 bộ, trời ơi, còn có 5 bộ 89.000. 06 nhá, 06 89.000 cho em có 5 bộ kìa. Em sẽ nhiều chứ. 06 89.000. Rồi bộ TB lên, bộ TB nhá. Lên cả 3 màu à? Lên cả 3 màu à? Rồi lên cho em này, size gì? Màu vàng. Hôm nay em nhiều hàng lại size nên là sẽ không lựa màu. Rồi bộ này lên cho em mã số lên cho em là 007 này. Có 2 size một size lớn nhất, size nhỏ nhất. Nhưng mà màu vàng đủ hả? Màu vàng còn 2 size, size lớn nhất, size nhỏ nhất thôi. Nhưng mà cái này là ở cái hồng cái đỏ là ở giữa. Hồng cái đỏ là size nhỏ nhất, size nhỏ thì bố. Rồi lên con này cho em 20 cân đến 25 cân với lại size 35 cân cho em này. Mã này lên cho em mã số là 07 nhá mọi người nhá. 07 cho em này, 20 cân đến 25 cân và size 35 cân cho em. Mã hàng lên cho em là mã số 08 à 07 đúng không? 07 cho em bộ da cá cho em này, 109.000 cho em. 109.000 cho em nhá mọi người. 109.000, cái này cũng có tầm chục bộ thôi, tặng luôn 109.000 không lựa màu. Không lựa màu cho em nhá. Tất cả các cái hàng này em đã từng bán rồi, chị nào nhận rồi thì biết chắc là rất là đẹp luôn. Bây giờ chỉ còn lẻ sai tầm 10 bộ thì em sẽ xả giá rất là rẻ luôn đó mọi người ạ. Nên là mọi người vui lòng là không lựa màu cho em nhá. Không lựa màu, cái này lên là 07 cho em này, size 20-25 cân và size 35 cân cho em nhá mọi người nhá. 20-25 cân và size 35 cân có hai loại size nhá mọi người nhá. Rồi Hương Rừng Tây Bắc 07 này, Loan Nguyễn 07 vui lòng lên cân nặng cho em. Vui lòng lên cân nặng, mã này là 07 giúp em nhá. Sony Phạm có 06 rồi, hết 06 nhá. Nhi Lài 07 ok. Đây nhìn cho đúng mã này là 07 giúp em nhá mọi người ơi. 109.000, 07 kèm cân nặng cho em. 07 kèm cân nặng cho em là mới có đơn nhá. 07 kèm cân nặng cho em. Vì lại đây là hàng lẻ sai mà. Rồi Hoàng Thị Thúy lên cân nặng rồi này, 07 này. Rồi ok nhá. Trần Thị Hát lên cân nặng có 07 này. Mỹ Hiệp lên cân nặng giúp em với. Loan Nguyễn có 07 ok. 109.000 cho em á, size đại cho em nhá. Da cá không lựa màu nha mọi người. Không lựa màu cho em nhá. Con này
có size cho bé là tầm 20 cân, 25 cân và size 35 cân cho em. Đẹp quá chị ơi, cảm ơn bạn Giang Còi này. Số ok 07 ở Trang Quỳnh nhé, các chị nhớ lên số điện thoại đi mọi người nhá. Đồ bộ 16-17 kg có nhá, có đấy. Số ok mi này, không có 06 hết rồi, 0506 hết rồi các bác ơi, đừng chọn 0506 này nhá. Cái này đây là 07 kèm cân nặng cho em, cái này cũng có 10 bộ thôi, 109.000 cho em, 109.000 07 cho em nhá, kèm cân á. Nguyễn Nhung 07 ok này, Vân Anh Mùi 07, Hương Rừng Tây Bắc có 07 ok. Rồi chị nào lấy 07 thì comment cho em là 07 nhá, 109.000 cho em. 109.000 em ơi, cái bộ rồi cái này lên em cũng tặng luôn này, nhiều hàng lấy size vô đối luôn, nên là các chị chịu khó chia sẻ like để không bị ấn comment nhé mọi người nhá. Phạm Quỳnh Nga có 07 ok này, Hương Rừng Tây Bắc có hai bộ là 25 cân thêm một bộ thêm là đúng không? Số cái phải lên cân nặng nhá mọi người, không có là không có hàng để chia size đâu, tại vì bây giờ hàng trẻ em là nó lấy size lắm. 40 cân có 40 cân nhiều mà, nhưng mà đến hôm nay là nó cũng nát size hết rồi. Rồi cái này lên cho em mã số lên là 08 à. Ok, chị Lan đang ở đây thì bảo móc mẹ mấy cái kia ra đây để bán. Rồi cái này lên là 08 cho em này, phục bộ 08 cho em, full size là tầm 15 cân đến tầm 23 cân cho em. Bộ này tặng luôn, bộ dập nổi cao cấp cho em, cũng 109.000 một bộ luôn, hết luôn đi nhá. 109.000 còn 10 bộ cho em này, 10 bộ cho em. Con này lên là 08 cho em, màu xanh với màu vàng, nhưng mà cũng không lượm màu được vì cái này là chất liệu là da cá cao cấp cho em nhé mọi người ơi. Toàn bộ là hàng da cá cao cấp cho em, siêu đẹp luôn á, siêu mềm luôn. Cái này lên là 08 đi, bộ dập nối Mickey cho em 15 cân nhá. Cái này từ 15 cân là cũng từ cái này 4 tuổi đúng không? 15 cân từ 4 tuổi trở lên là mặc được. 08. Rồi lụa phạm 07 không lượm màu đâu nhá, không lượm màu, không lượm màu nhá mọi người. Rồi 08 cho em, à 07 cho Mỹ Hiệp ok này. Rồi hết 07 chưa, mà chốt nhiều thế. Rồi cái này lên là 08 cho em, 109.000 đồng cho em bộ dập nối Mickey cao cấp cho em, size 15 cân đến 23 cân nhá mọi người nhá. 15 cân đến 23 cân cho em, dập nguyên cả một con Mickey này, rất là đẹp luôn này. 08 đi. Cái này lên là 08 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị nhá. 08 109.000, 08 109.000 đồng cho em. Em lên bộ một loạt xong rồi tí này em sẽ lên váy nhá. Lên bộ một loạt xong tí này em lên váy cho em. 08 cho em. 08 cho em nhé các bác ơi, cái này là 08 chứ không phải 07 đâu nhá. 109.000 10 chất liệu là da cá. Mọi người chấm bài lên cho em phải không? Size cho bé là tầm từ 15 cân nó size nhí nhá, 15 cân đến tầm 23 cân cho em. Nhá, số 08 cho em. 08 cho em nhá. 109.000 cho em. Bộ cái gì nhỉ? Bộ con cá này còn không? Hết à? À lên số to nhá, lên số to này hay hàng nguyên viên nhá. Em nhắn với cái chị kia chưa? Rồi ok nhá, đây cái này còn nguyên đúng không? Rồi lên cho em một bộ to này. Rồi lên cho em một bộ size to này, mã tiếp theo lên cho em này. Đầm trắng hết size 30 kg rồi, đầm trắng trắng hai hôm là có 30 kg nha chị nhá. Rồi ok nhá, không có bộ đùi đâu. Bây giờ nhà em lạnh rồi, Loan Nguyễn có 08 rồi ok nhá. Rồi lên bộ đại cho em này, Hương Rừng Tây Bắc có 08 rồi ok nhá. Rồi lên cho em mã hàng tiếp theo, bộ dập nổi cao cấp cho em mã hàng 09 này. Bộ dập nổi rất là đẹp luôn này, cái này hàng cao cấp nha mọi người ơi. 09 cho em, con này có full size là tầm từ 17 cân cho đến 40 cân cho em. 17 cân đến 40 cân cho em mã hàng 09, bộ dập nổi có nón nha mọi người nhá. Cái này em tặng các chị luôn với giá là 149.000 cho em size đại. Hiền Trần có 08 rồi ok này, các chị comment cứ comment 08 là được. Đây cái này có 40 cân nhá chị nhá. Cái này lên là 09 cho em, 149.000, hàng vừa mới về sau. Có hai màu xanh và màu vàng cho em này. Màu xanh và màu vàng cho em, dập nổi cao cấp nguyên cả một cây như thế này luôn. Bộ này thì trai gái đều mặc được nha mọi người nhá. Có túi này, túi hộp rất là xịn xò luôn. Đây rất là xịn xò luôn cho em, đẹp lắm. Mã này lên cho em là 09 lên số điện thoại đi chị ơi. Hiền Trần lên số điện thoại này, hình như chị này bán ở đây sao. Hiền Trần lên số điện thoại. Tâm Kem có 08 rồi ok. Rồi cái này lên là 09 cho em, bộ dập nổi cao cấp cho em 149.000 một bộ nha mọi người nhá. 149.000 cho em. Size là từ 17 cân cho đến 40 cân cho em này, từ 4 tuổi đến 10 tuổi là mặc được. 4 đến 10 tuổi là mặc được cho em bộ này. 09 cho em màu xanh và 09 lên cho em là màu vàng nha mọi người nhá. 09 xanh và 09 vàng. Trai gái đều mặc được cái bộ này cho em, dập nổi đẹp lắm. Dập nguyên cả cây luôn cho em. Đấy, dập nguyên cả cây luôn cho em, rất đẹp luôn này. Đẹp lắm, 09 nhá. Loan Nguyễn 09 này, Ngọc Nguyễn có 09 này, Thi Lợi 09 này, 149.000. Váy 25 cân em có nhá. Rồi Huyền Trang Sun Sun này có 08 này, ok. Rồi cái này lên cho em mã dập nổi này, lên cho em là 09 cho em nhá mọi người ơi, 09 vàng này. Và 09 thì lên cho em là màu xanh này, 149.000 một
17 cân đến 40 cân đủ size luôn nhá. 17 cân đến 40 cân giúp em ạ, 149.000, đẹp lắm. Cái bộ này hàng cao cấp siêu đẹp luôn. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha mọi người nhá. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em này. Đẹp dã man luôn. Đó, đẹp dã man luôn. 17 cân là từ 4 tuổi trở lên là mặc được rồi. Đến tầm 40 cân 10 tuổi quay về mặc vừa cho em. Có màu xanh với màu vàng lên cho em. Mã này lên là 09 nha mọi người nhá. 09 vàng và 09 xanh cho em. Form quần nhà em nó rất là dài nhá, chứ không ngắn khủng cậu đâu. Đây là size bé nhất và quần nó như thế này này. Đó, quần mặc dài nha mọi người nhá, rất là đẹp luôn. 09 nhá. 09 cho Vân Anh Bùi ok nhá. Hàng like có 09 rồi ok nhá. 09 109.000. À 149.000 nhầm. 149.000 cho em 09 kèm cân nặng. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị nhá. 09 đi. 40 cân quay đầu cho em 30 cân á. Tôi lấy cho em một cái con hiếm này. Một con váy hiếm bút ly đẹp lắm này. Rồi váy cao cấp này. Mã này tặng luôn này. Cái này lên mã số 10. 09 là váy dập à, bộ dập nổi nha. Rồi Hiếu Ngọc Diệp có 09 rồi ok. Rồi lên con này cho em mã hàng số 10. Bút ly cao cấp cho em này. Con này có size tầm hết rồi đúng không? 17 cân đến 37 cân cho em hết rồi. Tiên 99.000 luôn nhá. Hàng 300 bây giờ tặng 99.000 đồng luôn cho em. Mã này lên là mã số 10 cho em đi. Mã hàng số 10 cho em 99.000 nhá. 99.000, 17 cân đến 35 cân cho em này. 17 cân đến 35, 37 cân cho em 99.000. Không lựa màu, cái này không lựa màu đâu nhá. Vì cái này sọc nó giống nhau ấy mà. Mã số 10. Bộ 35 cân em vừa lên cái mã số 09 ấy chị. 09 là sau luôn này, 09 này. Rất là đẹp. Rồi cái này lên mã hàng số 10 book ly cho em còn chắc 20 cái sale 99.000 luôn. Mã hàng số 10 nha. Mã hàng số 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. 10 99.000, 17 cân đến 37 cân cho em mã hàng số 10 nhá. 07 em hết nhá. 07 hết nha, chị quyết cò nhá. 07 em hết rồi. Các chị chọn mã khác đi nhá. 08 cho Sun à Sun này. 09 cho Sun nó ok nhá. 08 cho chị Trang Phạm này ok này. Rồi cái này đây là mã hàng số 10 nha bác ơi. Cái này đây là 10 có 99.000 một cái, hàng cao cấp 300 cho em bây giờ em tặng 99.000. Đẹp dã man luôn nha các chị. Lên cân nặng đi ạ. Lên cân nặng đi vì đây là hàng lẻ size rồi nhá. Lên cân nặng đi mọi người ơi, lên hàng lẻ size cho em có 20 cái thôi. Lên cân nặng hộ em nhá. Mã hàng 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các bác ơi. Và cố gắng đi đơn 2 sản phẩm trở lên. 07 nhà em hết rồi các chị ơi, không chốt đi ạ. Mã 07 em hết rồi, chị quyết còi nha. Rồi Hồng Hương Nguyễn có 10 này. Hảo Nguyễn này có 10 ok này. Lai Hằng Lai có 10 ok này. Cái này lên cho em mã số 10. Váy yếm bút ly cao cấp cho em rất là đẹp luôn. Khách nhận cái váy này rất là ưng. Tại vì cái chất là rất là mềm, hàng cao cấp mà. Size 17 cân đến tầm 37 cân. 1m35 vừa nhá. 1m35 vừa đấy. 37 cân à, 37 cân chị Oanh Huỳnh lên số điện thoại đi ạ. Các chị lên số điện thoại đi. Oanh Huỳnh lên số điện thoại cho em. 10 kèm cân nặng cho em 99.000 thôi, 99.000 đồng cho em nhá. Quần bò em còn nhưng mà bây giờ còn ít lắm và còn có vài cái thôi. 99.000 mã hàng 10 là Oanh Huynh lên số điện thoại cho em nào. Oanh Huynh lên số điện thoại cho em nhá. Rồi chị nào lấy 10 thì comment cho em 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 10 cho em. Rồi lên cho em cái váy nâng ngực này có size gì em? Cái nâng trắng với màu xanh thì đủ size. Rồi cái này lên cho em mã hàng số 11 cho em váy nơ ngực này. Sai đủ sai này là 35 cân đúng không? Rồi ok, Trang Nguyễn có 10 ok. Lên tiếp cho em một con nơ ngực nữa là xong rồi em lên bộ, em sale bộ tiếp nha. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã hàng số 11 cho em. Con này có size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân cho em nhá. Váy hoa nơ ngực liền cho em này. Cái này là liền, phối liền luôn với váy nên là nó không sợ bong chóc. Các chị có giặt thoải mái nó cũng y như vậy luôn. Mã hàng số 10 cho em. Con này size từ... À 11 cho em, mã số 11 cho em, váy 11 hoa ngực, size từ 15 cân đến 35 cân, từ 3 tuổi trở lên là mặc được rồi, 3 tuổi đến tầm 35 cân thì tầm 9 tuổi nhá. Mã hàng 11 cho em, 109.000, có màu trắng với màu xanh, 11 cho em này. Giang Kiên Kiên, 04, chị này ở, rồi ok, cảm ơn chị này. Rồi giờ Hải Nguyễn có 10 ok, quyết còi có 08 ok nhá. Chị quyết còi là không có mã số 07 đâu nhá, tại vì 07 hết rồi nhá. Mã này là mã 11 đấy. Cái này lên là 11 các chị ơi, mã này là 11 cho em, váy nơ ngực là 11 cho em màu xanh này. 11 lên cho em màu trắng này, size 35 cân quay đầu, 109.000 cho em váy nơ ngực, chất liệu của nó là đùi xốp cho em rất là mềm luôn. Cái này là 11 nhá các chị ơi. Comment cho em mã này là 11 cho em váy nơ ngực nhá. 11 109.000 một cái thôi. Comment đúng mã số cho em không có bị lộn hàng nhá. Rồi ok, Nhím Sinh có 10 này, Thu Ngân có 10 này, Phương Nghi Lam có 10 ok này.
Nguyễn Loan có 11 rồi, ok nhá. Chị Mây có mã số 10 rồi, ok dồn đơn. Con này là 11 cho em Hoa Nâu Ngực này. Cái chất liệu này của nó là đùi xốp nha các chị nhá. Cái này là dạng đùi xốp cho em rất là mềm, mặc co giãn cho em này rất là xinh. Phần sau có phối dây thắt eo này. Cái này mặc đi chơi đi cưới này, tiệc tùng sinh nhật cho con rất là xinh và sang lắm. Cái này rất là sang và nó mềm lắm các chị ạ. Size 15 cân 3 tuổi trở lên cho đến tầm 35 cân 8 tuổi 9 tuổi quay lại mặc vừa cho em con này. Mã hàng cho em là 11 màu trắng này, 11 màu xanh này, 109.000 nhá. Oanh Huynh này có mã số 12 cái một màu. Rồi ok chị này. Rồi ok nhá, bộ còn nhiều bộ lắm nhé, vô số bộ. Rồi Trang Nguyên có này, Trang Phạm có 11 ok này. Cái này không gì đấy không mặc vừa nhưng chất lượng bán sau này. Nhà em có toàn là form này thôi, form baby doll thôi chứ còn không có form chữ A đâu, vì form chữ A khó, nhiều bé không mặc được vì nó còi, mặc form chữ A rất là xấu. Rồi cái này lên cho em, mã này là 11 cho em nhé mọi người nhá. 11 109.000 cho em đi. Màu trắng với màu xanh cho em nhé mọi người. Chị nào lấy màu trắng thì comment màu trắng, màu xanh thì comment màu xanh cho em. Mã hàng cho em là 11 nha. 109.000. Rồi lên bộ tiếp cho em này. Rồi lên cái bộ gì nhỉ? Bộ con hổ, à bộ con báo này. Lên bộ con báo cho em nhé. Còn mấy bộ thôi đúng không? Cái này còn mấy bộ tặng luôn. Toàn size 4. Rồi cái này lên cho em 17 cân đến 20 cân cho em này. 17 cân đến 21 cân. Mã này lên cho em mã số 12 cho em nhé. Mã số 12 cho em bộ báo này, em tặng các chị luôn với giá 109.000. 109.000 một bộ luôn. Hết rồi, cái này cũng còn có tầm 10 bộ thôi nhá. 109.000, 17 cân đến tầm Mai Quỳnh Nga lên số điện thoại đi ạ. 17 cân đến tầm 22 cân cho em. Mai Quỳnh Nga lên giúp em số điện thoại nhá chị. Mai Quỳnh Nga lên số điện thoại. 10 có 30 cân, 10 có 30 cân nhá chị Tạ Nguyên Vi nhá. Mã số 10 có 30 cân, 11 cũng có 30 cân. Nhá chị Mai Quỳnh Nga lên số điện thoại giúp em đi. Rồi lên con này cho em mã số là 12 này, 12 bộ báo 109.000, chất liệu là da cá cho em, size 22 cân quay đầu cho em nhá. 22 cân quay đầu cho em, chất liệu là da cá cao cấp cho em này. Kèm nón nha mọi người, cái này kèm nón cho em rất là xinh. Kèm nón rất là xinh luôn. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị nha. 12 109.000 một bộ. Trời ơi, các chị mua ở đâu được cái bộ này hơn 100.000. Em thấy các chị chất nó đẹp giá man luôn, cầm rất là nặng tay luôn. Size cho bé là tầm 17 cân đến 22 cân cho em nhé mọi người nhá. 17 cân đến 22 cân, 5 tuổi quay lại cho em nhá. 5 tuổi quay lại thôi ạ, 4 đến 5 tuổi mặc vừa cho em bộ này. 17 cân đến 22 cân cho em. Mã hàng cho em là 12 109.000. 109.000 cho em nhá. Rồi Hương Rừng Tây Bắc có 12 ok này. Bộ này là bộ gấu cho em. À bộ báo nhá, báo hồng. Báo hồng 12, 109.000 đồng cho em nha. Size 22 cân quay đầu nha các bác nha. Mọi người chấm bài lên cho em với nè. Váy ở trong phía, váy trắng này á chị, cái váy trắng này á. Đúng không? Rồi chị nào lấy 12 thì comment là 12 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em và có đơn nhá. Rồi lên váy trắng nhé, hôm nay váy trắng này có size gì đó. Rồi cái này lên cho em mã số, lên cho em là 13 này. 11 cho Hải Nguyên rồi ok nhá. Hôm nay mình nhận được hàng rồi. Hơi bé thì gọi là em đổ cho nhá chị Nguyễn Hà ơi. Rồi ok nhá, hỗ trợ đổi size mà. Rồi Thanh Trúc có 10 ok này, Hải Nguyên có 11 ok này. Rồi ok Tâm Kem có 12 ok này. 12 là bộ báo hồng nhá. Rồi lên cho em con này mã số 13 váy tay bồng cho em hàng cao cấp này. Mã số 13 cho em tay bồng hàng cao cấp. Size cho bé là tầm 17 cân đến 27 cân quay về cho em. Mã hàng này lên cho em là 13 nhá. 13 bộ này sale 135.000. Váy này sale 135.000 cho em. 13 cho em màu vàng, chất đùi xốp rất là đẹp. 13 lên cho em màu xanh cổ vịt này, cái năm nay rất là hot màu này luôn. Màu xanh cổ vịt cho em 13 này. Và màu hồng cho em là 13 cho em này. Con này có size là 17 cân đến 27 cân quay đầu cho em nhá. Mã hàng là 13 kèm cân nặng cho em 135.000. Váy tay bồng cao cấp cho em, chất liệu của nó là đùi xốp. À quên, cái này là chất xốp vân hoa nhá mọi người. Quên lại đùi xốp. Cái này là xốp vân hoa này. Cái này vân hoa rất là đẹp và sang lắm. Cái rất là sang luôn. Thanh Trúc có 11 rồi, Tâm Kem 12 có rồi nhá. Rồi đợi xíu lên đồ bộ sai đạn. Đợi xíu nhá. Rồi cái này lên là 13 cho em đi. 13 hồng, 13 vàng này. 13 lên cho em màu xanh này, chất xốp cao cấp cho em ạ. Đẹp lắm và rất là mềm. Rất là mềm luôn. 135.000. Size cái này nhà em chỉ có size hôm vài hôm là size to nhất là size 37 cân nó về thêm đấy. Bây giờ chỉ còn size 26 cân quay đầu thôi ạ. Size cho bé tầm 17 cân đến 27 cân cho em nhá. Chị nào lấy tay bồng này thì comment cho em là 13 giúp em nhá. Mã hàng 13 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn.
13 cho em nhé mọi người. Màu xanh này, 13 lên cho em xanh củ vịt này. Cái này là dạng tay bồng hai lớp này, nó rất là bồng luôn. 13 lên cho em màu vàng này, 135.000. 13 lên cho em màu hồng này. Đó, màu xanh, màu hồng, màu vàng cho em. Mã hàng lên cho em là 13 nhé mọi người nhé, 135.000 cho em nhá. À, váy tay dài có, váy tay dài có nhá. Rồi ok này, Hương Nguyễn này, Hồng Hương Nguyễn có 13 ok này. Váy, cái váy hoa vàng nhỏ sau lưng em. À rồi ok, phải canh mặc đúng không? 13 nhá, rồi sau lên cho em con này 14 này, sau em lên bộ nhá. Đây, mã này lên cho em là 14 này. Rồi đây lên cái hoa nhí tay dài cho em rất là đẹp luôn, của Vân Hoa này. Cái này là dạng bèo Vân Hoa, lên tiếp cho em một mã hàng cao cấp váy hoa cao cấp cho em, mã số 14 cho em. Con này size từ 17 cân đến tầm 40 cân nhá. 17 cân đến 40 cân. 13 màu trắng thì chỉ còn có size 20 cân quay đầu thôi nhá. 13 màu trắng còn có 20 cân quay đầu thôi. Nếu như muốn mua size đại thì tầm 2 hôm nữa là sẽ có thêm. Rồi mã này lên là váy hoa cho em, mã số 14 cho em với giá là 109.000. 109.000 thôi ạ. 109.000 cho em nhá. Cái này cũng hết rồi. Size 17 cân đến 40 cân cho em mã số 14 này, 109.000 nhá. Chị Mây có mã số 11 rồi, dồn đơn này. Nguyễn Nhung có 13 rồi, ok này. Rồi cái này lên cho em mã số 14 cho em, tay dài này. Nó rất là đẹp, của Vân Hoa cho em rất là xinh nhá. Đây cái này rất là xinh luôn. Size 17 cân đến 40 cân lận nha. Cái này size rất là to. Chị Chi Hoàng lên số điện thoại giúp em nhá. Chị Facebook Chi Hoàng lên giúp em số điện thoại nhá. Rồi 14 cho em màu vàng này, 14 màu hồng và 14 lên cho em màu xanh hoa nhí này, cổ bèo rất là xinh. Chất liệu là thô boy cao cấp cho em, có 109.000. Các chị ông em sale cái này có đúng 109.000. 109.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy thì comment lên cho em là 14 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Chi Hoàng này, lên số điện thoại giúp em nhá. Thanh Trúc có 13 dùng đơn ok này. 14 cho em màu xanh này, tay bèo rất là xinh. Tay bèo cho em 14 xanh này, 14 lên cho em màu hồng này. Và 14 lên cho em màu vàng này. Đó, màu vàng cho em nhá. Size cho bé là từ 17 cân đến 40 cân cho em nhá mọi người. 17 cân đến 40 cân cho em nhá. 17 cân đến 40 cân cho em 109.000. Còn 14 cho em Nguyễn Xuyên, 13 không có 15 cân đâu chị, 15 cân thì mặc nó sẽ rất là rộng. Rồi 14 màu xanh, 14 lên cho em màu hồng này. Và 14 lên cho em là màu vàng này. Màu vàng cho em 109.000 thôi nhá. Size cho bé là từ 17 cân đến 40 cân giúp em nhá mọi người, qua mã nhá. Chị nào lấy 14 thì comment là 14 cho em, 109.000. Tay bèo cao cấp cho em này. Cái này bèo Vân Hoa rất là xinh luôn. Size to đến tận 10 tuổi nhá. 17 cân 4 tuổi đến 10 tuổi mặc vừa cho em là 40 cân quay đầu nhá. Bán váy rất là chậm nên là em sẽ bán sang bộ nha mọi người nhá. Tại vì bên nhà em bây giờ nó lạnh rồi nên là bán váy nó chậm lắm. Rồi bây giờ em lên bộ cho các chị này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 15 này. Trời, lên một cái bộ hot đi. Lên một bộ hot đi cao cấp cho em này. Đủ size không? Rồi cái này lên cho em mã số 15 này. Con này có size cho bé là tầm 20 cân đến 35 cân cho em. Bộ hot đi kèm nón nhá mọi người nhá. Cái này rất là xinh luôn.